các bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi, Kenfox IP and Law Office. Hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến một chủ đề ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp trong thời đại kỹ thuật số. Đó là làm thế nào để chiến thắng trong tranh chấp tên miền dựa trên nhãn hiệu tại Việt Nam. Nhiều khách hàng của chúng tôi đã phải đối mặt với thách thức khi phát hiện ra rằng tại Việt Nam thì đã có người đăng ký tên miền dựa trên nhãn hiệu của họ. Họ đã liên hệ với chúng tôi để xin lời khuyên về cách giải quyết những tranh chấp này một cách hiệu quả nhất. Trước tiên, hãy bắt đầu với cái nhìn toàn diện hơn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh dựa theo định nghĩa của Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Điều luật này quy định rằng hành vi đăng ký, chiếm hữu hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ của người khác hoặc không được phép thì được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Những hành vi này thì không chỉ nhằm kiểm soát bất hợp pháp tên miền mà còn nhằm đạt được lợi ích hoặc là làm tổn hại đến uy tín, danh tiếng liên quan đến nhãn hiệu đó. Để giải quyết tranh chấp tên miền dựa trên nhãn hiệu thì chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cần tham chiếu tới thông tư liên tịch số 14 năm 2016 quy định về trình tự, thủ tục để thu hồi hoặc hủy bỏ tên miền.vn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Có hai tiêu chí chính cần phải đáp ứng. Thứ nhất, tên miền phải trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tài sản trí tuệ được bảo hộ. Và thứ hai thì việc sử dụng tên miền phải vi phạm các quyền đó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua các ý kiến của ông Nguyễn Phú Quân, luật sư sở hữu trí tuệ của Kenfox các bạn nhé. Vâng thưa ông, để đòi lại tên miền thành công thì chủ nhãn hiệu cần thỏa mãn những điều kiện gì ạ? Để đòi lại tên miền thành công thì có 4 quy tắc cần tuân thủ như sau. Thứ nhất, nhãn hiệu của bạn phải được đăng ký tại Việt Nam. Thứ hai là tên miền tranh chấp phải trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu để có thể là gây nhầm lẫn. Và thứ ba là nhãn hiệu của bạn cần phải được sử dụng rộng rãi, liên tục và hợp pháp trong các hoạt động kinh doanh và được người tiêu dùng Việt Nam biết đến. Thứ tư là việc sử dụng tên miền của bên vi phạm là nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá hoặc là bán hàng hóa dịch vụ trùng hoặc là tương tự hoặc là liên quan đến nhãn hiệu của bạn gây nhầm lẫn, lợi dụng danh tiếng của nhãn hiệu hoặc là gây tổn hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Như vậy có thể thấy rằng để giải quyết thành công vụ việc cạnh tranh không lành mạnh, cụ thể ở đây là đòi lại tên miền, thì yếu tố cực kỳ quan trọng đó là bạn phải cung cấp được bằng chứng cho thấy nhãn hiệu của bạn đã được sử dụng rộng rãi và liên tục tại Việt Nam. Điều này nhằm mục đích cho thấy rằng nhãn hiệu đó có danh tiếng như thế nào và được công chúng biết đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó như thế nào. Để chứng minh thì các bạn cần cung cấp các tài liệu, bằng chứng về các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, số liệu bán hàng, kênh phân phối, mức độ đầu tư và các giải thưởng hoặc sự công nhận từ các cơ quan có thẩm quyền hay là các cơ quan truyền thông hoặc dựa trên sự lựa chọn của người tiêu dùng. Hãy nhấn theo dõi kênh YouTube của chúng tôi và đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có được những hiểu biết sâu sắc cũng như được các luật sư sở hữu trí tuệ của Kenfox tư vấn các giải pháp tối ưu cho bạn trong bối cảnh các tranh chấp nhãn hiệu, tên miền ngày càng gia tăng, biến đổi và trở nên phức tạp. Xin chào và hẹn gặp lại!